Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng tại viện chiên tu. Kính bạch chư tôn đức tăng trên chùa Quán Thế Âm. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện và cũng như đang tham dự phóng sanh trực tiếp online trên toàn thế giới. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày 18 tháng 3 năm Nhâm Dần. Giờ đây là 10 giờ 4 phút sáng giờ Việt Nam. Ngày hôm nay Dứt Nhàn có một số những điều quan trọng thông báo trước khi làm lễ phóng sanh. Như thường lệ thì trước khi phóng sanh thì Thầy Tánh và Thầy Tuệ đọc văn sao. Riêng Chủ Nhật thì Thầy Nhuận Minh sẽ đọc. Tuy nhiên hôm nay thì không đọc văn sao do thời gian để dành Dứt Nhàn có vài cái điều quan trọng để thông báo, chia sẻ cùng đại chúng. Thứ nhất là cái duyên phóng sanh hôm nay thấy tương đối là nó có sự thành tựu rất là khả quan, rất là mỹ mãn. Đó là cái việc phóng sanh mỗi ngày. Thực sự đây là cái việc khó vô cùng. Nếu mà mình có tiền nhưng mà không có người đi mua để sắp xếp rồi người đi thả. Nếu mà ít người thì dẫu mình có tiền mình cũng đi không nổi, không có nhân sự để đi. Cho nên cái việc mà con người để mà thay phiên nhau ở tại viện chiên tu mà mỗi ngày đi mua phóng sanh. Như hôm nay suốt hơn một tháng mà 10 triệu thì tương đối cũng khá nhiều. Vì vậy, cái công đức của quý thầy mà mỗi ngày để đi mua xong rồi, phóng sanh xong khoảng 10 rưỡi là mình đi thả luôn chứ không ăn cơm. Những người đi thả xong rồi quay về mới dùng cơm trưa. Hơi vất vả, hôm trước Dứt Nhàn có đi thì đến 12 giờ mấy mới về. Là 10 rưỡi mình bắt đầu làm lễ thì đến khi 12 rưỡi luôn mới về tới nhà. Vì vậy cho nên Dứt Nhàn hôm nay lên lại cái lịch mỗi ngày cũng như Chủ Nhật đều 10 giờ sáng bắt đầu mình làm lễ để cho quý thầy đi thả quay về nó kịp cái buổi cơm trưa, nó không có trễ để chiều công phu nó không có mệt. Đó là thứ nhất, thông báo cái giờ như vậy. Tuy nhiên nếu mà có người đi mua và có người đi thả, nhưng mà cái địa điểm để thả thì cũng cực kỳ là khó tìm. Chúng tôi cứ trăn trở hoài từ một tháng nay, cứ đi đầu này thả thì họ dí bắt, đi đầu kia thả họ giăng lưới. Cuối cùng bữa đó chúng tôi đi xuống Đại Ninh có một cái nhà anh này tên anh Phát. Mà mười mấy năm rồi chúng tôi chưa gặp lại ảnh. Hôm nay ảnh xây một cái nhà gần cái bờ sông Đại Ninh mà cái sông rất là lớn, không có cạn. Sông này, cái thác thủy điện Đại Ninh nó chảy xuống rất là lớn và ảnh có một căn nhà bên trên. Bước sang một con đường nhỏ là xuống dưới mà ảnh làm tam cấp đi xuống và ảnh làm một cái nhà nổi, có mấy cái thùng phi, cái nhà rất là mát. Chúng tôi tới đó thấy thích quá và thả thì hôm sau tiếp tục họ giăng lưới nữa. Thì chúng tôi cũng lo và khởi cái niệm lên là nếu mà mình thả như vậy cũng sẽ bị bắt nữa. Cho nên chúng tôi khởi niệm lên nếu mà mua được một chiếc thuyền nho nhỏ mà mình bỏ cá lên đó, mình chạy vòng xa xa, mình thả từng chút thì không có lưới nào mà giăng được hết thì nó mới an toàn. Thì cuối cùng lại có hay cô Phật tử đó, cô cúng một chiếc thuyền. Chiếc thuyền nó cũng hơi nhỏ, nếu mà mình làm lễ lớn một chút là không đủ người đi và không đủ chỗ thả cá. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ lên thiền viện Trúc Lâm, có một số cái thuyền người ta chở khách du lịch mà người ta ế, người ta bán, thì chúng tôi sẽ mua một chiếc thuyền lớn hơn nữa. Gấp đôi, gấp ba lần, có thể chở được 30-40 người và chở có thể 100 triệu, 50-70 triệu. Nhiều lúc có những Phật tử ở phương xa, ở nước ngoài họ cũng khó phóng sanh lắm, phải đi xa. Như lúc trước chúng tôi ở bên San Jose, miền Bắc Cali, Hoa Kỳ, mà muốn phóng sanh phải đến San Francisco. Mà lên đó thì gặp con gì mua con đó, mà nhiều lúc không nhầm cái ngày họ đánh bắt về thì mất 3-4 tiếng xe chạy lên trên San Phan rồi cũng phải quay về. Khó phóng sanh vô cùng. Nên chúng tôi nhớ là trước khi chúng tôi về lại Việt Nam mà để về luôn đó thì từ San Jose mà lên tới San Phan đó là 3-4 tiếng đồng hồ và mua 5.000 đồng tiền cua. Mới đầu mua họ bán có 2.000.
có 2.000 tiền Mỹ đó. Rồi ông chủ không bán nữa là bởi vì nhiều người tới mua quá. Thì cuối cùng cái sau đó rồi bữa đó không biết duyên sao đó họ tới họ mua có 10 mua có người không. Và bữa đó sau ông chủ ông nói họ ít mua hơn những bữa khác cho nên nó còn dư được 5.000 tiền cua. Mua vào cho mượn chiếc thuyền chạy ra ngoài thả. Trước khi từ bên Mỹ mà về Việt Nam là thả được 5.000 đô, hơn 100 triệu tiền Việt Nam. Mà vất vả vô cùng khi đi lên nó đợi mà mua được cua mà thả thì phải khó khăn lắm, cua cua biển thôi. Vì vậy cho nên một số quý Phật tử bên Mỹ họ rất thích phóng sanh, bên Úc, Canada, bên Đức, vân vân mọi nơi họ rất là thích phóng sanh, nhưng mà cái điều kiện, thời gian cũng như địa điểm thả không có. Bên Mỹ mà mình thả không đúng địa điểm họ bắt mình, chứ không phải như Việt Nam muốn thả chỗ nào thả. Nhưng Việt Nam cũng khó là bởi vì mình thả chỗ nào mà không an toàn là bị người ta bắt cá của mình lại, chứ không phải chính quyền người ta không cho mình thả giống như bên nước ngoài. Thì bây giờ cuối cùng nghiệm lại cái điểm thả sẽ là một cái điểm ở dưới Đại Ninh để thông báo cho các thầy ở tại đây để các thầy biết là ngay chỗ anh Phát đó có cái nhà nổi đó. Mình xuống đó mình lên chiếc thuyền cái ghe nhỏ nhỏ đó mình đi chuẩn bị mua một chiếc ghe lớn cho nó an toàn để mình thả. Thì chúng tôi thấy cái duyên phóng sanh trong một tháng nay đúng là cũng nhờ Phật lực, Bồ Tát lực và Long Thần Hộ Pháp gia hộ. Chứ mấy thầy đi thả vất vả vô cùng. Mà chạy đến một cái điểm đó mà thì thấy nó giăng lưới hoặc họ ngồi họ câu, mình đi một điểm khác rất là xa. Về mất thời gian và rất là mệt. Tuy nhiên mấy thầy quyết tâm. Vì mấy thầy biết cái công đức mà lòng từ không giết cứu mạng chúng sanh đó là một công đức để mà hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Đó là chánh nhân vãng sanh. Lòng từ không giết của tịnh nghiệp tam phước. Cho nên quý thầy hết lòng hết dạ để đi làm cái việc này thì Giác Nhàn thực sự là rất cảm phục và quý kính. Vì vậy cho nên thành ra là cái việc phóng sanh hôm nay nó cũng rất là thù thắng. Nói như vậy để quý thiệt tử biết là làm một công việc Phật sự trong cái thời mạt pháp và trong cõi này không dễ làm đâu. Chướng duyên, ác duyên và cái trở ngại rất lớn. Tuy nhiên mình quyết tâm thì cũng có Phật Bồ Tát Long Thần Hộ Pháp gia hộ. Đó là cái việc phóng sanh. Tuy nhiên nếu mà mình có địa điểm phóng sanh, có thuyền, có con người nhưng mà không có tiền cũng chịu. Và cái tiền mà nếu mà phụ thuộc nơi Phật tử họ gửi bao nhiêu mình phóng sanh bao nhiêu, nếu không gửi mình không phóng sanh thì chắc là cũng không có thể vững vàng lâu dài được. Tuy nhiên chúng tôi biết cách để mà gói ghém, để mà chi phí lo lắng cho đại chúng và trích một phần ra để phóng sanh lâu dài được. Hôm nay chúng tôi ngồi đây nói chuyện với đại chúng và với Phật tử trên toàn thế giới, cái việc phóng sanh là Giác Nhàn hôm nay đặt để lên trên hàng đầu. Vì sao vậy? Bởi vì cái việc mà cứu mạng nó đang gặp nạn đó thì cái công đức phóng sanh nó sẽ kéo dài tuổi thọ. Mà cái việc kéo dài tuổi thọ là cực kỳ quan trọng. Nếu mình có trí tuệ, mình có tiền bạc, mình có phước báu mà mình chết sớm thì mình không thể nào mà hưởng được, đúng không? Cho nên cõi Tây Phương Cực Lạc thì Đức Phật A Di Đà có phát nguyện bất cứ một chúng sanh trong 10 pháp giới từ địa ngục đến cảnh giới Phật mà về cảnh giới con tuổi thọ bằng với tuổi con, tức là vô lượng thọ. Nếu không được như vậy thề con không thành ngôi chánh giác. Vì vậy cho nên cái thọ mạng cực kỳ là quan trọng, mà muốn thọ mạng kéo dài thì chỉ có phóng sanh là đệ nhất. Đó là đem cái công đức vô ý để trang nghiêm thân tâm của mình, đem cái công đức mà thả chúng sanh để nó khỏi bị chết một cách sợ hãi thì mình được cái công đức vô ý thí. Thì đúng như thọ mạng của Giác Nhàn thì chỉ có 35 tuổi thôi. Cái ông Thìn mà ông ở Ban Mê Thuộc mà ông chấm tử vi rất là giỏi lúc còn nhỏ thì ông nói với ông cụ bố Giác Nhàn là đứa này nó không qua khỏi 35 tuổi đâu. Thì chúng tôi nghe vậy sợ quá đi tu, mình sống 35 tuổi thì ít quá thôi sống làm chi, thôi đi tu. Thì sống ở ngoài đời làm gì, thôi đi tu. Mãi hôm nay 51 tuổi thì thực sự chúng tôi cũng nhờ công đức phóng sanh. Vì vậy cho nên chúng tôi nói như vậy để cho quý thầy thấy cái việc phóng sanh nó thù thắng và quý Phật tử biết rằng cái công đức phóng sanh tuy rằng mình hôm nay không bỏ ra đồng nào, chúng tôi hay nói mình chỉ tùy hỷ công đức phóng sanh. Đang ngồi tại nhà mình giữ lòng cung kính mà nghe chúng tôi nói mình có niềm tin. Mà nếu chúng tôi không nói và không ai khai thị cho mình thì mình sẽ không có hiểu được cái lý. Mà khi mình không hiểu được cái lý thì mình không thích thú để mình làm. Có nhiều người ta làm là để thú vui hoặc người ta không hiểu nổi cái lý do là khi mình làm nó được công đức vô ý thí và nhà mình được bình an, lúc mình mất thì thân tâm mình không có bị đau khổ để mình sanh về cõi lành hoặc là mình niệm Phật sanh về Tây Phương. Họ không hiểu cái lý thì họ không thể làm được.
Đó là cái việc mà hôm nay phóng sanh chúng tôi cũng thông báo với đại chúng là sẽ làm lâu dài. Quý Phật tử muốn đóng hay không đóng gì tùy theo, mà mình cũng trích cái quỹ ra để làm lâu dài. Đó là cái việc phóng sanh mà hôm nay chúng tôi có cái niềm vui và thấy cái sự khả quan lâu dài được, cho nên chúng tôi thông báo đại chúng biết. Nhất là trên chùa bắt đầu vào cái thời gian ăn cơm trưa đó, thì phát để cho phát trực tiếp lại để cho đại chúng xem và để tùy hỷ được cái công đức này. Và thêm thế nữa là có một cái chương trình cũng đặc biệt là trong chủ nhật tuần này, hôm nay là thứ hai, thì chùa mình sẽ tổ chức một cái lễ từ xưa giờ là chưa tổ chức, từ trước giờ là chưa khi nào tổ chức chai đàn chẳng tế bạc độ cô hồn, và chúng cũng chưa có cúng cái lễ chai tăng lớn. Lúc trước thì có lễ chai tăng cũng bình thường, mà giác nhàn giảng thì một số các thầy thì các sư cô ở các nơi đó, Việt Nam mình có một cái phong trào đó là nghe chai tăng là chư tăng không biết ở đâu đó cứ tự đến, không mời cũng đến rất là đông. Vì vậy cho nên chương trình chai tăng chủ nhật này đó thì sẽ có một cái chương trình đó là ai chư tăng thì có cái thiệp mời đó, thì khi vào đưa cái thiệp mời ra thì mình biết cái vị đó mình có mời. Còn những vị không mời mà đến thì chắc là không vô được, bởi vì mình không có đủ chỗ để mà sắp xếp. Bởi vì mình chương trình chỉ cúng dường chai tăng 100 vị, trong đó 150 vị có các vị hòa thượng, các vị thượng tọa, chư đại đức. Và một số chư tăng thì không mời mà đến thì ngồi hết cái chỗ đó, thì chư tăng có giấy mời mà không có chỗ để ngồi. Thì lúc trước ở Đại Tùng Lâm, hòa thượng Quảng Hiệt có nói ra cái chương trình cúng thiên tăng mà chúng tôi phát tâm cúng cho thân phụ chúng tôi là cô Âm Thiện Chánh đó. Thì hòa thượng nói rằng mỗi lần mà cúng 1.000 vị đó thì phải chuẩn bị thêm 200 vị không mời mà đến. Bây giờ thầy có cái cách nào mà mình hạn chế bớt hay không, cho khi họ đến là họ ngồi lên bàn chứng minh chính thức đó thì các vị mà có giấy mời thì không có chỗ ngồi. Lúc đó thì hòa thượng không có cái chương trình làm gửi giấy mời, thì chúng tôi nói đơn giản thôi, bây giờ tất cả các chùa các vị mời là mình đều có giấy mời, khi đi vào thì đưa giấy mời ra mới được vào chỗ ngồi đó. Thì các vị không có giấy mời, một là mình ưu đãi một chút thì che một cái rạp bên ngoài cho các vị ăn cơm xong rồi về, còn nếu mình không có khả năng thì mời các vị đó thôi để khi khác đến. Hòa thượng nói hay, cái ý này hay. Cho nên thành ra lúc trước chùa mình cũng thường cúng chay tăng, nhưng mà các vị vô đông quá, chúng tôi kêu thôi mình cũng mở lòng từ bi tùy duyên, nhưng mà nó hơi lộn xộn. Hơi lộn xộn là mình không đủ quà mà phát, những vị không mời thì có mà những vị mời không có. Đây là cái việc nó trở ngại cho cái việc cúng chay tăng, cho nên chúng tôi ngưng mãi đến hôm nay. Thì hôm nay chương trình cúng chay tăng đó là hồi hướng cho các vị bị chết vì dịch bệnh, cũng như là hồi hướng cho cái việc dịch bệnh nó mau được tiêu trừ. Bên cạnh đó là hồi hướng cho các vị hương linh và hương linh thai nhi. Và cái duyên khởi mà cúng chay tăng đợt này đó là do hôm trước có một cô Phật tử đến thăm chúng tôi, cô ở ngoài Nam Định. Thì ông chồng chết cũng qua 49 ngày rồi mà chưa được siêu, thì ông chồng mới nhập vô, ông nói chuyện chúng tôi, ông quá khổ. Ông có đứng ở ngoài gốc cây, ngoài bờ ruộng mà ông vô không có được, ông vô nhà không có được. Thì bây giờ đây thì ông theo bà vợ từ ngoài Nam Định vô trong này, quá là đói khổ. Nhưng chúng tôi nghĩ đến cái chuyện đó và chúng tôi trực tiếp nói chuyện với thêm một cái thai nhi, là do lúc trước ông đá bà vợ, cái thai nhi mới có mấy tuần, ông đá cái bà đó, bà vợ sảy thai rớt xuống, thì cái thai nhi đó cũng vô cũng nói chuyện. Thì cái việc này thì một số các vị tin mà một số các vị không tin. Tuy nhiên chùa mình cúng cầu siêu, và chùa nào cũng cúng cầu siêu đó là hồi hướng cho các vị hương linh. Thì người ta chết, người ta chưa được siêu, hoặc giả khi chết là không cấm mốc, thì Phật giáo mình vẫn xác định điều này là có. Thêm thế nữa đó là cái việc mà cúng chai đàn chẳng tế đó là chỉ hồi hướng cho các vị đã mất mà chưa được siêu, nhất là các vị hương linh thai nhi. Vì vậy chúng tôi liên lạc với thượng tọa trưởng ban trị sự huyện để thượng tọa Thích Nguyên Tâm. Thượng tọa có một cái ban chẳng tế và cũng rất là tươm tất và cũng rất là trang nghiêm thanh tịnh. Cho nên thứ bảy phải chở đồ lên để mà lập ngũ phương để mà cúng cho đàn chẳng tế trên chùa mình.
Thì chúng tôi nhằm mục đích cúng cũng để hồi hướng cho các vị chết vì Covid mà Việt Nam mình cũng như khắp thế giới chết nhiều quá. Vừa rồi 2 năm Covid đã qua mà mình không tụ tập được đông người, hôm nay tương đối cũng im im, lắng lắng dịu xuống, cho nên chúng tôi mới đề xướng cái việc cúng này. Thì thường cúng trai đàn chẳng tế thì trước đó phải cúng trai tăng. Và hôm đó thì nếu ai có thời gian thì sẽ tham dự phát trực tiếp từ 7 giờ bắt đầu quý thầy cúng đọc tất cả các sớ kỳ siêu, các vị công văn đó phải gửi viết sớ cầu siêu lên, rồi bắt đầu mới lên trên chùa mình cúng từ lúc 7 giờ sáng là khai kinh, để cúng cho đến 10 giờ chuẩn bị là 11 giờ cúng trai tăng, xong rồi 2 giờ các vị đã cúng đến 5 số giờ chiều nữa. Đó là cái việc chương trình, và có phát trực tiếp, và sau khi đó ra sẽ làm một cái đĩa. Đó là chương trình thông báo cho mọi người biết, và quý thầy ở trên chùa cũng dưới này mình cũng sẽ chuẩn bị để mà đón tiếp, để mà cúng dường cho chư Tôn Đức Hòa Thượng, chư Thượng Tọa cho thiệt là trang nghiêm thanh tịnh. Mình thỉnh các ngài về thì mình phải làm cho trang nghiêm cung kính. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi thông báo như vậy. Còn một số quý Phật tử mà muốn gửi cái tên cầu siêu đó thì mình sẽ lên trên trang web Vô Lượng Thọ, mình thấy cái email đó, chùa Quang Thái Âm a@gmail.com gì đó, mình cứ gửi vô trong đó là quý thầy sẽ lấy cái tên để gửi cho ban kinh sư để mà viết sớ ra cúng. Mà thứ sáu là gửi các thầy là ngày cuối, chứ không có phải thứ bảy chủ nhật mà mình gửi mà viết sớ được. Còn cái việc mà mình tùy hỷ muốn cúng dường trai tăng, bữa đó mình trực tiếp mình đến mình cúng cho chư Tôn Đức Tăng, hoặc giả là mình gửi qua bằng tài khoản, thì trên trang web vôlượngthọ.vn đó có cái tài khoản Trần Quang Hơn là của chúng tôi, của Sacom Việt Com đó, tùy hỷ 5.000, 10.000 có cũng được, còn không thì hôm đó mình ngồi mình bật cái kênh YouTube vô trang web ra, cái bắt đầu 7 giờ sáng ngày chủ nhật tuần này bắt đầu mình ngồi mình tham dự cúng với chư Tôn Đức, ngồi đó mình cung kính mình cúng thì hương linh trong gia đình mình cũng hưởng được cái công đức này. Thành kính là phước báu mà, tâm mình chân thật thành kính thì cái phước báu nó sẽ đến ngay. Đó là chương trình chúng tôi thông báo cái buổi sáng hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474, hoặc 0933447312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh A Di Đà hoặc các sách của tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại sau: 0792 344 948 hoặc 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản: 1. Tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng Lâm Đồng. Số 2. Tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 11117474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng Lâm Đồng. Số 3. Tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng Lâm Đồng. Số điện thoại liên lạc 0933 447 312. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Lâm Đồng, France. Bank address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Swift code BFTVVNVS 056. Account no 0561 370 7474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thành, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng kính chào quý vị.
Nam Mô A Di Đà Phật.